Từ nay, ba mẹ để con tự quản lý chi tiêu. BIDV Smart Kids cùng ba mẹ trao quyền tự chủ tài chính cho con. Yeah! Chủ động cài đặt tính năng phù hợp, cho con làm quen các hình thức chi tiêu hiện đại. Ơi, mình đặt vé xem phim rồi nhé. Cháu thanh toán rồi ạ. Điều tốt phải làm liền tay. Luôn luôn có thể theo sát chi tiêu của con dễ dàng. Qua báo cáo tháng. Đồng hành cùng ba mẹ giáo dục tài chính sớm cho trẻ, giúp trẻ thêm tự tin và trưởng thành trên hành trình lớn khôn. BIDV Smart Kids, ngân hàng số đầu tiên dành cho trẻ em.